Bình minh của Mourinho, Barcelona là câu lạc bộ trong trái tim của tôi, hiện tại, tương lai và mãi mãi. Đó là nỗi ám ảnh hay cũng có thể gọi là sự tráng lệ đến choáng ngợp mà tôi từng nhìn thấy và cảm nhận được. Tôi đã ở đây vào năm 1997, từng xem trận chung kết Copa del Rey tại Bernabeu giữa Real Betis và Barca, cứ thể như là Barca đã vô địch World Cup vậy. Tôi đã từng dùng hai câu này để mở đầu trong một clip nói về Mourinho. Mourinho đã từng rất yêu Barcelona. Dù không cùng một hệ tư tưởng về mặt chiến thuật, nhưng xét về khía cạnh tinh thần thì Mourinho chắc chắn là một trong số ít những người đã cảm mến thứ văn hóa gắn liền với bóng đá này. Người ta thường nói rằng vật cực tất phản, và chuyện làm việc ở Barcelona đối với Mourinho có lẽ cũng vậy. Môi trường đậm đặc triết lý kiểm soát bóng, chơi chủ động sẽ rẽ con người sang hai hướng: một, trở thành môn đồ; hai, trở thành kẻ thù. Tình yêu của Mourinho với Barca có lẽ là một trong những mối nghiệt duyên lớn nhất của thế giới bóng đá. Mourinho cứ yêu dù biết rằng hai số phận sinh ra đã tách biệt. Ở Barca, Mourinho chỉ là một người ngoài. Ông chưa từng chơi cho Ajax Amsterdam, nơi các huấn luyện viên vĩ đại của Barca như Reinus Michels, Johan Cruyff xuất thân. Và vì thế mà một bộ phận không nhỏ các cổ động viên của Barcelona đã gọi Mourinho với cái danh xưng đầy mỉa mai rằng ông chỉ là thằng phiên dịch. Thế nhưng người ta không biết rằng một vài năm sau, chính cái gã mà họ gọi là thằng phiên dịch lại khuynh đảo châu Âu. Đã từng có một thời kỳ từ năm 2003 đến năm 2010, Mourinho đã được xem là người dẫn đầu trong xu hướng chiến thuật của bóng đá thế giới. 4-2-3-1 khi đó vận hành rất ổn. Ông đã khiến những người xung quanh phải chú ý bằng việc tính toán những tình huống cụ thể ở trên sân, ở từng khu vực một. Từ đó biến những cuộc đấu 11 với 11 thành những cuộc đấu tay đổi và thắng chúng. Có một mệnh đề mà Mourinho có lẽ cũng không muốn nhắc lại trong sự nghiệp của mình. Đó là Mourinho không biết chơi tấn công. Mourinho kỳ thực chẳng phải là một huấn luyện viên, chỉ biết phòng ngự. Khi nhắc đến mệnh đề đó thì tiền vệ khi ấy còn khoác áo Manchester United là Ander Herrera đã tỏ ra bất ngờ, và anh còn đưa ra những ví dụ nhãn tiền trong việc Mourinho hoàn toàn chơi tấn công được. Tôi thấy mệnh đề đấy thật buồn cười. Hãy xem Mourinho đã làm gì ở Chelsea. Ông ấy từng tung ra sân đội hình của Cesc Fabregas, Willian, Oscar, Eden Hazard và Diego Costa. Chỉ có mỗi Nemanja Matic là ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Những cái tên trên không đủ sức để phục vụ một lối chơi hấp dẫn à? Hoặc ở Madrid, nơi đội bóng ông ấy ghi được số bàn thắng kỷ lục trong một năm, thì sao? Tôi chỉ biết rằng Chelsea của Mourinho đã vô địch Premier League trước đó, bất chấp những khó khăn bủa vây. Đối với tôi thì Mourinho không phải là một huấn luyện viên phòng ngự. Không một huấn luyện viên nào được gắn mác huấn luyện viên thiên về phòng ngự hay huấn luyện viên thiên về tấn công. Giờ thì nói đến hai trong số những huấn luyện viên theo trường phái tấn công giỏi nhất thế hệ hiện tại, đó là Klopp và Guardiola. Cả hai cá nhân xuất chúng trên luôn nói rằng họ coi trọng việc phòng ngự cũng như là tấn công, nếu không muốn nói là hơn. Thực ra, trường phái tấn công hay trường phái phòng thủ không có gì cố định cả. Nó chỉ là thứ mà người xem tự nghĩ ra khi họ nhìn thấy trên sân mà thôi. Lại nói về mùa giải La Liga 2011-2012, năm đó đã chứng kiến kỷ lục ghi bàn của Real Madrid với 121 bàn thắng, hiệu số là dương 89 cùng điểm số lên đến 100. Một chiếc vô địch kỷ lục của thầy trò Jose Mourinho. Xét về mặt cá nhân, lối chơi của Mourinho đã tạo ra bệ phóng giúp CR7 ghi tới 46 bàn thắng, 12 đường kiến tạo sau 38 trận. Mourinho đã xây dựng hệ thống quanh các cầu thủ. Ông biết muốn các cầu thủ phải làm gì. Chính những thứ khô cứng như phòng ngự hay cự ly đội hình mới chính là tiền đề giúp cho hàng công thăng hoa như vậy. Một trong những điều kiện tiên quyết của Mourinho trong bóng đá là nếu bạn có bóng, bạn sẽ mắc nhiều lỗi hơn. Và cuối cùng, ai ít mắc lỗi nhất thường sẽ thắng. Đó là lý thuyết của Mourinho và nó thực tế. Đúng hơn là nó thực sự đã tác dụng ở một mức độ nào đó, nếu không thì người đặc biệt đã chẳng thành công như vậy. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại tập trung nhiều hơn vào lối chơi chuyển trạng thái và kiểm soát bóng. Phong cách của Mourinho đã trở nên lỗi thời theo thời gian. Quan điểm của Mourinho là không cần mắc sai lầm trước khi ghi bàn. Vậy thì sẽ ra sao nếu như có người vừa công hay lại vừa thủ tốt? Pep chính là người như vậy. Quan điểm của Pep gói gọn trong 4 chữ là tiên phát chế nhân, nghĩa là ra tay trước khi đối thủ kịp phòng ngự. Pep công hay và thành tích phòng ngự của các đội bóng dưới thời Pep cũng không hề kém, nếu không muốn nói là tốt hơn Mourinho. Quan điểm của Pep là nếu đối phương không có bóng, họ không thể ghi bàn. Đó cũng là một nguyên tắc rất tốt khi phòng thủ. Cách giải thích chính xác và chi tiết hơn về phong cách của Mourinho là ông ấy thích kiểm soát trận đấu hơn là kiểm soát bóng. Nếu có bàn trước, đội của Mourinho sẽ chơi thứ bóng đá phản công tuyệt vời. Khi không có bàn, đội bóng của Mourinho sẽ chơi trạng thái rình rập, và với một huấn luyện viên ưu tiên sự an toàn, đội hình của Mourinho sẽ vô thức lùi về phần sân nhà, khiến cho đội bóng trông có vẻ như đang dựng xe buýt hai tầng. Tương tự, khi chiến thuật của Pep thất bại trong tấn công, hàng thủ của ông thường chịu tổn thương nếu như khối rest defense không hiệu quả. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Vấn đề không phải là trở thành một huấn luyện viên phòng ngự hay tấn công, đó là câu chuyện xoay quanh một nguyên tắc, một triết lý.
và việc các huấn luyện viên là xây dựng chiến thuật từ những nguyên tắc đó. Song, đôi khi một huấn luyện viên giỏi cần phải thích nghi và học hỏi theo thời gian. Mourinho trong sự nghiệp sau này đã không làm được điều đó. Đó là nó. Ông ấy không phải là một huấn luyện viên phòng ngự. Ông ấy chỉ là người đã không thể tiến theo mức độ của thời gian. Thực ra nếu xét trên khía cạnh ý tưởng thì có vẻ như quan điểm về bóng đá và triết lý của Mourinho gần giống với thứ gọi là kick and pressing của Rangnick hay Klopp hơn là các trường phái còn lại. Trong một cuộc phỏng vấn với The Coach Voice, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã từng dành cả nghìn giờ để thuyết giảng cho bóng đá thế giới về cấu trúc pressing và kick and pressing. Đó là việc bạn sẽ giành lại quả bóng trong thời gian ngắn nhất có thể. Hãy nhìn những đội như Liverpool, RB Leipzig, Red Bull Salzburg hiện tại để thấy rõ điều này. Nguyên lý của nó là bạn sẽ đặt đối phương vào tình thế phải chịu áp lực, không cần quan tâm vị trí bóng đang xa khung thành của bạn như thế nào. Càng xa, càng phải pressing và mọi thứ sẽ càng tốt. Bất cứ khi nào chúng ta mất bóng, chúng ta đều phải cố gắng giành lại được quả bóng. Thử nghĩ như thế này nhé. Nếu bạn giành được quả bóng ở vị trí càng xa khung thành của mình, cụ thể là bên phần sân đối phương đi, thì chúng ta sẽ ở gần khung thành đối phương hơn, từ đó tấn công sẽ hiệu quả hơn. Chưa hết, nếu chúng ta thành công trong việc giành được quả bóng sớm như vậy, thì lúc này bên phần sân đối phương sẽ có ít hậu vệ, bởi lẽ những người còn lại đã chạy lên phản công rồi. Và vì thế, chúng ta sẽ không phải đối mặt với quá nhiều hậu vệ, qua đó gia tăng khả năng ghi bàn. Như vậy thì quan điểm gegenpressing cũng trông đợi vào việc đối phương mắc sai lầm nhiều hơn là việc tổ chức tấn công bài bản. Và gegenpressing cũng như thứ mà Klopp cùng với Liverpool đang cố gắng làm trong những năm đầu nhiệm kỳ của mình. Lý do thì có lẽ chúng ta cũng đã biết. Thời điểm đó thì hàng tiền vệ của Liverpool nổi tiếng với sự có mặt của ba anh chàng khá công nhân, làm tiền đề cho lối chơi tấn công tốn sức ở trên. Sau này thì Klopp đã tinh chỉnh lại để tránh việc các cầu thủ bị ngốn giấc dẫn đến chấn thương. Trở lại với câu chuyện phong cách của Mourinho và gegenpressing, quan điểm thì vậy, nhưng cách hành động của Klopp và Mourinho thì khá khác nhau. Khác ở chỗ, Klopp và các môn đồ chơi gegenpressing thường chọn việc đẩy cao đội hình, chấp nhận rủi ro để chủ động ép cho đối thủ phải mắc sai lầm, trong khi Mourinho cố gắng tìm ra sự sai lầm bên phía đối thủ bằng một cách tương đối thụ động. Một bên là Liverpool lúc nào cũng muốn tìm cửa sinh trong cửa tử cả, còn một bên là Mourinho ngồi im đợi giặc. Hơn nữa, thứ đã khiến Mourinho trở thành hiện tượng trong làng huấn luyện viên thế giới chính là zone marking, dịch nôm na là phòng ngự khu vực. Phòng ngự khu vực, Mourinho không khai sinh ra chiến thuật trên, nhưng ông chính là người làm tốt nhất trong lịch sử. Vấn đề là, bóng đá hiện đại không tìm khoảng trống giữa các tuyến, mà các khoảng trống và cơ hội sẽ xuất hiện từ những động tác xử lý của cầu thủ trên sân. Vì thế, việc bố trí 1-2 người gác một khoản ở trên sân xuyên suốt cả trận là không còn hiệu quả nữa. Tóm lại, Mourinho không thực sự là người mang tư tưởng phòng ngự quá nặng, nhưng chính vì những điều tiên quyết trong chiến thuật mà ông áp dụng lên các đội bóng đã vô tình khiến người ta nhìn thấy bộ mặt phòng ngự thường xuyên hơn. Và lý do Mourinho không muốn giữ bóng lâu thì cũng đơn giản thôi, bởi ông ấy đẩy rủi ro về phía đối thủ, bắt đối thủ chơi trò chơi tâm lý, rồi hạ gục họ bằng sự tỉnh táo trong từng giai đoạn của trận đấu.